Chào các bạn, trở lại với kênh của ông Vĩnh Vlog. Hôm nay ông Vĩnh Vlog sẽ làm món cá lóc nướng cho gia đình ăn buổi tối nha các bạn, và thịt nướng nha các bạn. Mời các bạn theo chân mình nha. Đây là cá lóc nha các bạn ơi, cá lóc là còn sống nguyên nha các bạn. Đấy, cá lóc này, 2 cân cá lóc. Và đây là thịt mình đã ướp cho các bạn này. Thịt cốt tết này, ướp để nướng nha các bạn, đủ gia vị các thứ rồi, đi chờ để nướng rồi các bạn. Mời các bạn theo chân mình nha. Đấy, bếp than cũng đã hồng rồi các bạn. Bây giờ là mình nướng. Về để ta sắp ta lắp trước các bạn. Thank you.
cá sắp chín rồi các bạn ơi, cá vàng ươm. Các bạn nhìn thấy cá chưa? Cá có chín vàng ươm đẹp. Đây là khu quang cảnh của nhà mình nha các bạn. Đây cây vả, cây nhãn này, cây xoài này các bạn này. Tiếp là cây nhãn này, nhãn này cũng có được khoảng tầm trên 30 năm rồi các bạn ạ. Đây là cổng của mình. Đây là cây cây dổi nha các bạn. Đó, to vậy đấy. Còn đây là cây sung nha các bạn. Cá hiện bây giờ là cá vàng rồi các bạn ạ. Bây giờ là cá vàng ươm rồi các bạn ạ. Bây giờ các bạn ơi, cá bây giờ chín rồi nhé. Lấy lồng bàn mình đậy lại các bạn. Bây giờ mình lấy lồng bàn mình đậy lại cho nó có ruồi nha các bạn nhé. Thank you.
nướng thịt. Gì đấy? Tắt máy rồi quay bình thường. Quay à? Để các bạn nhá. Quay vào nướng các bạn. Nào, bắt cho trên nào. Tí nữa là ta. Đâu. Quay kìa. Các bạn ạ. Mình quay nướng thịt nhé các bạn. Còn không để trong mấy cái nào? À, cái này ta nướng người ta ăn thôi. Nướng ăn thì à? Thì bớt ra để cho lấy tành nào. Cứ đi là đi là cứ coi là uống rượu. Dạ. Đó, phải mua thôi, về gần gia đình nữa. Cái này nướng để ăn mà. Thôi, về gia đình nữa. Thôi, mà cũng còi thôi. Để chấp nhận nhá. Rồi, thôi, chúc mừng nhá. Mình rất buồn các bạn. Rồi, còn phải thấy nói vậy, cái còn cái thằng đi mua. Đây, đúng rồi. Không còn thôi nha. Để có thì mai mốt thì ủng hộ nha. Vâng, ủng hộ thì lúc nào thì có cho ủng hộ. Ăn ra ngon miệng cái là ủng hộ luôn. Không còn này tôi là phải đi chỗ khác rồi. Cảm ơn nhá. Rồi, bye bye Thảo nhá. Các bạn ơi, thịt sắp chín rồi nhá, vàng ươm rồi các bạn ạ. Bây giờ mình bỏ vào cái xoong này cho nó nóng các bạn. Tí ăn cho nó nóng. Mình thấy hơi chín quá chắc hơi nữa.
tuyệt vời các bạn ạ. Thịt nướng than ăn hỏng nướng thịt giòn ướp gia vị đủ ngấm, cho nên là da giòn như thế để mà bỏ đây đây các bạn, miếng thịt vàng ươm các bạn. Các bạn các bạn này, đây các bạn này, nhìn vàng ươm ngon này các bạn này, đấy, nhìn này. Ăn thử gói ngon không? Cầm quả gà đây ăn thử ngon không, mời các bạn đi. Mời các bạn. Tuyệt vời chứ. Mời các bạn ăn. Đẩy lại cái này cho bố này, để cho nóng này. Bê vào trong kia đi để bố lấy. Bây giờ các bạn ơi, mình bỏ cá lóc lên cho nó nóng nhé, lúc nào ăn. Thưa các bạn, đây bà ăn cá lóc. Đây mình lại bỏ ở đây để cho nó nóng nhé. Khi nào mình ăn thì bắt đầu mình lại đưa xuống các bạn. Bây giờ mời các bạn xong, mời các bạn đi theo chân mình nhé. Mình vô mình nhà. Đấy. Đây nha, cá lóc mình để đây cho nó nóng các bạn ạ. Viện ơi, mời các bạn đi theo chân mình để vào trong bếp nha. Mình bắt đầu mình nấu, mình bây giờ là mình làm ếch nha các bạn. Bây giờ ếch cho mình nấu các bạn. Bây giờ mình nấu cà. Viên ơi, rửa cái xoong cho bố nào. Rửa cái xoong cho bố đi. Đây lấy cái xoong cho bố nằm ở đây này, bố nấu mang ra đây để bố rửa bố cho đây mà các bạn này nhá. Thank you.
Các bạn nha, bây giờ mình bỏ cà ra, mình làm cà nha, ếch mình nấu, mình cà nấu ếch cái phong này nhỏ quá con, cái sợi phong đâu tủ, cái phong gì đây, cà hai cái 2-4 năm lên luôn. Ở đây coi là còn để vào chó. Bạn ơi, mời các bạn đi theo chân mình vào bếp nha các bạn. Bây giờ là để nấu đây là bếp rồi, mình chuẩn bị bắt cái này các bạn nha. Đấy, theo chân mình, mời các bạn theo chân mình nha, bắt đầu mình vào bếp nấu rồi các bạn. Đây, các bạn theo chân mình nha. Bây giờ mình bắt đầu mình nấu ếch nha các bạn. Bây giờ mình vô cho các bạn.
Thank you.
Đây các bạn ơi, đây là ếch nha, ếch ôm cả nha các bạn. Hai con ếch ôm cả ôm cả. Các bạn ơi, bây giờ là đồ ăn mình cũng đã xong rồi nha các bạn. Đây này, mời các bạn, đây là thịt nướng nha các bạn.
đây. Đây là thịt nướng này các bạn này. Này. Thịt nướng vàng ươm này. Đấy. Ở đây là cá lóc nướng này các bạn này. Ở đây là thịt ếch nha các bạn. Rau sống này, rồi là bún này các bạn này. Bánh tráng cuốn này các bạn này. Đây. Mời các bạn vô ăn chung cùng với gia đình nhà mình nhá. Các bạn ơi, video mình
đến đây thì cũng xin kết thúc nha. Mà các bạn nãy mà thấy video hay thì các bạn cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để mình có động lực lần sau để mình làm tiếp video nha. Xin chào. Xin chào tuyệt vời.